chào các bạn, tôi là bác sĩ Nguyễn Tân Cương, thuộc trung tâm tiết niệu thần học của Bệnh viện Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì tôi xin được trình bày với các bạn một số những cái lưu ý của chúng ta về những cái chế độ ăn uống, đặc biệt là đối với rượu bia, đối với đường tiết niệu. Thì trước tiên thì chúng ta biết rằng là cái rượu bia nó có thể là một cái thức uống rất là thông thường trong các bữa tiệc. Và có nhiều người thì hỏi rằng là không biết là rượu bia nó có liên quan gì đến cái thận hay không, họ quan tâm đến cái sức khỏe của thận đấy. Rồi thực ra thì đối với rượu bia thì rượu là nó sẽ chuyển hóa ở gan là chủ yếu, do đó là thông thường là nó sẽ có tác động trực tiếp đến gan. Ví dụ như mình uống rượu nhiều quá thì thường người ta sẽ liên quan đến những cái bệnh lý về của gan, ví dụ như là xơ gan đó. Tuy nhiên là khi mà mình uống bia, đặc biệt là bia, thì khi mình uống như vậy thì cái lượng nước nhập vào trong cơ thể nó rất là nhiều, và nó dẫn đến cái tình trạng là có cái hiện tượng là tăng cái lượng nước tiểu thải qua thận đó. Thì khi mà cái lưu lượng nước tiểu nó tăng như vậy thì nó có ảnh hưởng gì đến đường tiết niệu hay không? Thì thông thường là chúng ta biết rằng nếu mà mình uống nhiều quá thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là bàng quang nó sẽ chứa nhiều nước tiểu và cái nhu cầu đi tiểu nó sẽ tăng lên. Đó. Đối với những người mà có cái bàng quang bị kích thích, bàng quang kích thích tức là những cái bàng quang mà nó có những cái triệu chứng này. Ví dụ như là đi tiểu nhiều lần nè, hoặc là đi tiểu đêm nhiều nè, hoặc là đi tiểu gấp. Tiểu gấp có nghĩa là ví dụ như mình đi tiểu mà mình không có thể trì hoãn được đó. Tức là cái tình trạng móc tiểu mà mình không có thể nhịn được á, nên gọi là tiểu gấp, thì nó thường xảy ra đối với cái bệnh lý của đường tiết niệu đó. Thì những cái triệu chứng đó thì thường gặp ở những cái đối tượng nào? Thứ nhất là những người mà có những rối loạn hoạt động của bàng quang, có thể là do nguyên nhân của đường tiết niệu, ví dụ như là những cái bệnh lý của bàng quang như là sỏi bàng quang nè, hoặc là những rối loạn về thần kinh cơ của bàng quang đó. Rồi một số người thì người ta lại có cái hiện tượng là bàng quang tăng hoạt, có nghĩa là không có thấy cái nguyên nhân gì cụ thể hết, tuy nhiên là có cái hiện tượng co thắt bất thường của bàng quang và dẫn đến tình trạng là bàng quang nó kích thích đấy. Rồi những người lớn tuổi thì chúng ta biết rằng nó sẽ có một cái bệnh lý rất là thường gặp, đó là tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt. Đó là cái hiện tượng mà cái tuyến tiền liệt nó to lên khi mà mình khi cái tuổi nó càng lớn thì khi đó tuyến tiền liệt nó sẽ to dần lên, và khi mà cái tiền liệt tuyến nó lớn nó sẽ đè vào trong cái đường dẫn nước tiểu và nó dẫn đến cái tình trạng là ảnh hưởng đến những cái hoạt động của bàng quang đấy. Thì những cái triệu chứng đặc biệt là những triệu chứng kích thích của bàng quang đó, nó sẽ làm cho người đó người ta sẽ đi tiểu có nhiều lần trong ngày đó, đi tiểu đêm nhiều, hoặc là có hiện tượng là tiểu gấp đó. Một số trường hợp nặng thì có thể là bị xoắn tiểu đó. Thì khi mình uống rượu bia như vậy á thì thông thường là khi mà lưu lượng nước tiểu nó nhiều, đúng không đó, dẫn đến cái tình trạng là cái bàng quang nó kích thích, là nó sẽ làm cho cái triệu chứng đi tiểu nó sẽ nặng hơn đấy. Chúng ta được biết á, là những ngày Tết á, thì đặc biệt là đối với những người mà bị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt thì họ thường lại hay có cái hay nhập viện nhiều. Lý do là tại vì sao? Tại vì á, là khi mà uống nhiều rượu bia như vậy á, thì một số người sẽ có cái tình trạng là tiểu khó và dẫn đến tình trạng là bí tiểu. Và khi bí tiểu thì họ phải đi vào bệnh viện đó. Họ mắc tiểu nhưng mà không đi tiểu được, nên phải vào bệnh viện. Thì đa số những cái trường hợp đó thì chúng ta phải được xử lý một cách khẩn cấp đó, bằng cách là có thể đặt cái thông tiểu lưu để thoát cái lưu nước tiểu tạm thời. Sau đó là chúng ta sẽ xử lý về cái tuyến tiền liệt, có thể là điều trị nội khoa hoặc là phải phẫu thuật nếu trong trường hợp mà cái tuyến tiền liệt nó to quá hoặc là nó bị bí tiểu nhiều lần.
Thì những người mà có cái hội chứng mà bàng quang kích thích á, thì đối với những ngày Tết thì chúng ta cần lưu ý một số những vấn đề như sau. Thứ nhất á, là phải hạn chế một số những cái nước uống mà nó có thể gây kích thích bàng quang, ví dụ như là trà, nước ngọt hoặc là rượu bia. Đó. Rồi chúng ta cũng không nên nhịn tiểu quá lâu. Đó. Và cái lượng nước uống hàng ngày nó cũng phải vừa đủ để cho cái thận nó hoạt động tốt, và đồng thời nó cũng không có làm cho mình bị cái tình trạng kích thích của bàng quang. Thì cái lượng dịch nhập mỗi ngày ở mỗi người nó sẽ có một số những cái khác biệt với nhau. Thì người ta tính trung bình là ví dụ như là ở những người trưởng thành thì khoảng cỡ 40ml cho 1kg cân nặng. Thì chúng ta biết rằng ví dụ như một người 50kg thì cái lượng dịch nhập mỗi ngày trung bình nó khoảng cỡ 2 lít. Dĩ nhiên là cái lượng dịch nhập nó có thể là nó sẽ thay đổi tùy theo cái hoàn cảnh. Ví dụ như nếu mà trong trường hợp mà mình phải vận động nhiều, tập thể dục thể thao nhiều, khi đó là cái lượng nước nó mất qua cái mồ hôi đó, cũng rất là nhiều, do đó mình phải chú ý là mình sẽ bổ sung. Thông thường là khoảng từ 50 đến 1.000ml cho mỗi lần. Thì làm sao mình biết là nó bị thiếu nước, thấy không? Cái vấn đề quan trọng là mình cung cấp nước, tuy nhiên là làm sao mình biết nó là đã đủ đó. Thì chúng ta biết là ví dụ như khi mà mình mất nước thì nó sẽ có hiện tượng là bắt đầu da nó sẽ khô nè, mình có cảm giác khát nước, môi nó sẽ khô, đúng không, da nó sẽ nhăn, đó là những cái dấu hiệu mà mất nước. Hoặc là khi mình đi tiểu mình sẽ thấy là nước tiểu nó sẽ hơi màu vàng, hoặc là vàng, ví dụ vàng sậm là xem như là có cái hiện tượng là cô đặc của nước tiểu. Vì do đó là mình có thể là mình không có cung cấp đủ nước. Đó. Nước tiểu mà nó tốt á, thì nó sẽ màu trắng hoặc là màu vàng nhạt thôi. Đó. Do đó nếu mà mình chỉ nhìn nước tiểu thôi, mình cũng có thể biết là cái lượng nước dịch, cái dịch mà cung cấp mỗi ngày như vậy như là nó có đủ hay chưa. Đó, thì ngoài cái chuyện mình tính toán cái lượng nước uống theo kg cân nặng và cái nhu cầu phải bù nước trong khi mình phải có những hoạt động gắng sức đó, thì chúng ta có thể dựa trên cái lượng nước tiểu để chúng ta có thể xác định tốt hơn hoặc là những cái dấu hiệu mà mất nước của cơ thể để mình có thể mình bù nước bổ sung cho nó phù hợp. Tôi hy vọng rằng là qua cái bài chia sẻ của tôi thì các bạn sẽ biết rằng một số những cái lưu ý quan trọng, đặc biệt là những người mà có những cái bệnh lý về thận tiết niệu, để chúng ta có thể có một số những cái thông tin hữu ích, từ đó là có thể tránh được một số những cái nguy cơ, những cái biến chứng mà nó có liên quan đến cái bệnh lý của đường tiết niệu khi mà mình sử dụng rượu bia quá nhiều chẳng hạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.